Kính thưa quý vị và các bạn, như Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã thông tin trước đó, về tình trạng cháy rừng ở tiểu khu 66 núi Phụng thuộc khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen. Đến khoảng hơn 16 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2024, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Tây Ninh đã dập tắt cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn âm ỉ trong khe núi lây sang các khu vực khác. Lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng sẵn sàng bởi khi đêm xuống sẽ khó khăn. Nếu có gió to, thì rất dễ cháy trở lại. Nhiều khả năng nguyên nhân do người dân bắt ông. Không chỉ khu vực trên xảy ra cháy mà hiện khu vực núi phía sau trường bắn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đang xảy ra cháy lớn. Hiện tại lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, bảo vệ rừng và cảnh sát cơ động đang tập trung lực lượng để khống chế đám cháy. Khu vực cháy nằm ở vị trí chèo leo, nguy hiểm nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải gùi nước lên để khống chế đám cháy. Thú vị hiện nay Tây Ninh đang là cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, không mang các vật dụng, thiết bị dễ gây ra cháy nổ vào rừng, chung tay cùng với các ngành chức năng bảo vệ rừng.